Nữ 17 là thứ năm, kính nhớ Thánh Elizabeth Hungary. 18 là thứ sáu, lễ cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Roma. 19 là thứ bảy và 20 là Chúa Nhật thứ 34 mùa thường niên, Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ, mừng kính trọng thể lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn hiệp ý cùng với các gia đình xin tạ ơn Ba Đấng và Cha Bửu Diệp. Xin bình an cho gia đình, xin sớm bình phục sức khỏe. Xin vượt qua được khó khăn, xin sớm có con. Xin ơn bình an như ý, hoán cải, xin trả được nợ, xin thánh hóa công việc và xin sinh nở được bằng an. Cầu cho các linh hồn Thomas, Maria Magdalena, Phêrô, Phaolô, Teresa, Marta, Monica, Maria, Gioan, Đa Minh, Anton, Francisco Xavier, Anna, Giuse và Marco. Cùng linh hồn Micae, cầu cho Anna nhân ngày giỗ, cùng cầu cho các đảng, các linh hồn thai nhi mồ côi và tiên nhân nội ngoại. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng lên cùng chung bài ca nhập lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 33 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội cũng mừng trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam là những người đã tin tưởng vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã phục sinh. Các ngài đã hy sinh tính mạng của mình để làm chứng cho Chúa Kitô ở trần gian này. Ước mong rằng mỗi người chúng ta tham dự thánh lễ này, chúng ta cũng xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu thay nguyện giúp để chúng ta luôn can đảm để đón nhận những biến cố, những sự kiện và làm chứng cho Chúa trong thế giới gian tà, trong xã hội bất chính. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn luôn làm chứng cho Chúa ở trần gian này. Và ngày hôm nay chúng ta cũng hiệp cùng với Hội Thánh để bế mạc năm Thánh lòng thương xót. Chúng ta cũng xin ơn Chúa thương xót cho mỗi người chúng ta là những tội nhân để chúng ta quyết tâm được trở về với Chúa với lòng xót thương mà Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Tâm tình đó giờ đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện cầu và đồng thời xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót để chúng ta được xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin được trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi cho đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2: Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót, người cũng sẽ trả lại các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: Con ơi, hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngày này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Cha, con xin phó tha linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó tha linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tín trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh
hồn trong tay Cha. Thu hạ hệ treo đọa đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế con vẫn trông cậy vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa, chết bạn bè lánh ra xa, xin người thương giải pha âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa, xin tỏ nhan người nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa hãy mừng vui. Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới mà có thể nói biết bao nhiêu những thứ làm cho chúng ta bị đảo lộn. Từ những vấn đề đạo đức, luân lý, xã hội, con người, nhân bản, vân vân. Tất cả mọi sự dường như thay đổi mà làm cho chúng ta có thể nói chóng mặt. Có rất nhiều người đã suy nghĩ như thế này, là biết bao nhiêu người đã làm cái điều xấu như vậy, bây giờ nếu như mình không làm thì cũng không được. Và cũng từ những cái suy nghĩ như vậy làm cho con người ngày hôm nay đánh mất đi những cái giá trị căn bản, những cái điều đúng đắn để làm cho chúng ta có thể giữ được một đời sống đạo đức tốt lành. Đó là về mặt người đời. Đối với những người Công giáo của chúng ta thì chúng ta không chỉ sống để giữ những cái giá trị đạo đức luân thường không thôi, nhưng đòi hỏi chúng ta làm sao phải diễn tả đức tin của chúng ta vào trong cuộc sống của mình. Và đó mới là điều mà Chúa muốn mỗi người chúng ta thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Khi nói đến các ngài, chắc chắn ai trong chúng ta cũng thán phục về gương sống đạo đức tốt lành và anh dũng của các ngài. Các ngài đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho niềm tin của mình, để tuyên xưng niềm tin vào một Chúa Giêsu, một Đấng mà đã chịu chết cho các ngài, để ban cho các ngài tình yêu
và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Để rồi từ tình yêu đó các ngài cảm nhận được một sức mạnh, một sức sống để các ngài có thể đối phó với những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống của các ngài. Như lời của Thánh Phaolô Tịnh, ngài nói với Đức Vua rằng: Này đây, thân xác của tôi thuộc về ngài, ngài muốn hành hạ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn của tôi đã dành cho Chúa rồi, tôi không thể cho ngài được. Và đó là một lời xác quyết, dù rằng sẽ bị đe dọa, sẽ bị hành hạ, tra tấn, giày vò đủ thứ đủ cách hết, nhưng chúng ta thấy các thánh tử đạo đã anh dũng hy sinh, đổ máu mình ra để mà giữ vững niềm tin vào Chúa Kitô. Bài đọc 1, chúng ta được nghe thuật lại câu chuyện của một người mẹ có 7 người con. Người mẹ đó đã diễn tả cái tình yêu vào Chúa Giêsu qua những lời giảng dạy, giáo huấn của bà đối với các con của mình. Để rồi tất cả những người con của bà đều giữ vững một niềm tin như bà. Và đó là một tấm gương để cho tất cả mỗi người chúng ta noi theo. Mỗi khi chúng ta đối diện những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta đi theo ngài. Ngài không bảo đảm cho chúng ta một cuộc sống được đầy đủ tiện nghi vật chất nơi trần gian này, nhưng ngài đã nói với chúng ta rằng: Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Từ bỏ chính mình ở đây nghĩa là chúng ta phải làm sao để giữ cho chúng ta phải đi theo đường ngay nẻo chính của Thiên Chúa. Làm sao đừng để cho con người của chúng ta bị nghiêng ngả theo những đam mê xác thịt, những thói hư của cuộc đời. Nhất là trong xã hội ngày hôm nay, tất cả những giá trị đạo đức đều bị đảo lộn. Như có một bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, người ta đã diễn tả cái tình trạng xã hội ngày hôm nay như thế nào. Thực phẩm, nhân phẩm giờ đây giảm giá rồi, chỉ có thực phẩm tăng giá thôi. Lương tâm bán rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò một giá thôi. Nghĩa là lương tâm ngày hôm nay, vì lương thực hàng ngày, vì miếng cơm manh áo, vì tiền bạc, vì của cải, vì danh lợi, mà con người ta có thể bán rẻ lương tâm của mình, sẵn sàng làm những điều xấu xa tội lỗi để mà thu vén cho thật nhiều tiền của cải vật chất. Và con người ngày nay sống còn dường như không thèm để ý đến chân lý, đến ý nghĩa của cuộc đời, đến những giá trị của đạo đức, mà dường như chỉ tìm kiếm những gì để thỏa mãn cho cái thân xác của chúng ta, và làm cho chúng ta bị cuốn hút theo những cái đam mê, những cái ham muốn nơi trần gian này. Và cứ như thế, chúng ta đã đánh mất chính mình lúc nào không hay. Có bao giờ trong chúng ta tự hỏi, trước những thử thách, trước những sóng gió phong ba của cuộc đời, tôi sẽ làm gì và cái gì sẽ giúp tôi có thể đứng vững được trước những phong ba thử thách đó không? Có bao giờ các bạn tự hỏi xem rằng, giờ phút này đây, các bạn có thực sự đứng vững trong niềm tin, có thực sự sống đạo của những người Công giáo không? Hay là chúng ta cũng bắt chước theo những người này người kia, để rồi chúng ta dùng đủ mọi cách thức, đủ mọi lời lẽ, lý luận, thanh minh thanh nga để biện minh cho những cái hành vi sai trái của chúng ta. Người ta làm được thì mình cũng làm được.
Trong thư thứ hai, trong bài đọc hai chúng ta vừa được nghe Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Ngài nhắc rằng cái gì nơi trần gian này có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo không? Ngày hôm nay chắc những cái thứ đó nó không còn tồn tại để có thể đe dọa tính mạng của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay biết đâu nó lại là một thứ khác. Cái gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Có phải là tiền của? Có phải là danh vọng? Có phải là những cái đam mê? Những cái ham muốn nơi trần gian này đang là thứ mà ngăn chặn tình yêu của chúng ta đối với Chúa hay không? Và điều gì đã khiến cho các thánh tử đạo có thể can đảm, anh dũng tuyên xưng lòng tin của các ngài vào Chúa Kitô để sẵn sàng chết vì Đức Kitô như vậy? Thưa, đó là vì các ngài đã luôn luôn kết hợp với Đức Kitô bằng cách sống tin mừng, làm chứng cho tin mừng và diễn tả qua chính đời sống của các ngài, qua từng biến cố của cuộc sống, để các ngài luôn thể hiện ra qua từng biến cố đó các ngài luôn có Chúa ở cùng. Và sức mạnh để làm cho các ngài có thể vượt qua đó chính là tình yêu của các ngài đối với Chúa Kitô qua từng giờ cầu nguyện, qua từng giờ kinh, qua từng thánh lễ các ngài tham dự, để gắn kết cuộc đời của các ngài với tình yêu của Chúa Kitô. Và vì thế không có gì nơi trần gian này có thể tách các ngài ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Như bài đọc 2 chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói, cho dù là trời cao hay vực thẳm, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hay bất cứ một loài thọ tạo nào nơi trần gian này, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Ai trong chúng ta có thể can đảm nói lên những lời này? Ai trong chúng ta có thể can đảm để nói lên một lời từ chối trước những cái danh vọng nơi cuộc đời này, để chúng ta bảo vệ cái đức tin của mỗi người chúng ta, để chúng ta giữ vững những cái giá trị luân thường đạo đức nơi trần gian này, để không một cái thứ gì, không một cái sức mạnh nào nơi trần gian này có thể đánh ngã chúng ta được. Có là một lần kia, một anh bạn, anh ta đến gặp tôi và anh ta nói: thưa cha, con muốn chia sẻ với cha một cái điều này. Thế là tôi hỏi: ừ, anh có gì thì chia sẻ. Hôm nay con xấu hổ lắm cha ơi. Nói: vì sao mà lại xấu hổ? Bởi vì hôm nay khi mà trong giờ ăn trưa với các đồng nghiệp, thì con đi ăn trưa với một người bạn ngoại đạo. Thì khi mà ăn cơm thì con quên làm dấu, và anh ta hỏi con rằng: ủa, mình nhớ rằng người Công giáo của bạn là trước khi ăn cơm thường hay làm dấu, thế thì tại sao bạn không làm? Thế là con lại dùng một cách để con nói: làm cũng được, mà không làm cũng không sao, nhớ Chúa trong lòng là được rồi. Thế là anh ta nói tiếp: thế thì khi mà bạn vào nhà thờ, bạn đi tham dự thánh lễ, thì khi linh mục làm dấu thì bạn có làm dấu không, hay là bạn làm trong lòng được rồi? Thế là con mới trả lời rằng: thì khi đi tham dự thánh lễ thì phải làm chứ. Nói như vậy nhưng con rất là xấu hổ, bởi vì con không dám tuyên xưng cái niềm tin của con trước mặt người bạn của con. Trong khi đó người bạn của con thực sự khâm phục về cái lòng tin của người Công giáo trước khi ăn cơm
hay trước khi làm việc gì, luôn nhớ cầu nguyện với Chúa. Và biết đâu đấy mỗi người trong anh chị em chúng ta, chúng ta đã từng có những lúc như vậy, để rồi chúng ta cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ trước những người xung quanh, sợ người ta dòm ngó, sợ mình làm một cái điều gì đó khác người. Nhưng mà chúng ta có biết rằng khi chúng ta làm điều đó là chúng ta đang diễn tả cái tình yêu của chúng ta, muốn cho mọi người thấy rằng niềm tin của chúng tôi vào Thiên Chúa là như vậy đó. Và chính cái niềm tin này nó giúp cho tôi vượt qua được những thử thách, những sóng gió của cuộc đời. Và không vì bất cứ một lý do nào, không vì tiền của, danh lợi, chức quyền có thể làm cho tôi sa ngã. Như lời của Chúa Giêsu đã nói, lời là ái cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào có ích gì. Không biết khi chúng ta đương đầu với những khó khăn thử thách, hay là khi chúng ta đang làm một điều gì đó xấu xa, chúng ta có nhớ đến lời Chúa nói với chúng ta không? Lời lãi cả thế gian mà mất sự sống mình thì nào có ích chi? Chính vì thế mà qua ngày lễ các thánh tự đạo ngày hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lên gương thánh của cha ông chúng ta là những người đã đi trước chúng ta. Các ngài đã sống một cách anh dũng để tuyên xưng niềm tin của các ngài vào Chúa Kitô. Ước mong sao mỗi người của chúng ta hãy bắt chước các ngài, để trong cuộc sống hàng ngày, dù cho chúng ta phải đương đầu với những khó khăn, những thử thách, những gian truân của cuộc đời, chúng ta vẫn can đảm như các ngài, vẫn tuyên xưng một niềm tin mạnh mẽ, và nhất là làm sao để sống đức tin đó trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để làm sao cái niềm tin đó được phơi bày ra cho tất cả những người xung quanh, để làm sao tình yêu của chúng ta đối với Chúa thực sự tỏa sáng trước mặt người đời, thực sự là một dấu chỉ cho những người đời, để họ cảm nhận được nơi chúng ta một sức sống, một tình yêu. Và có như vậy chúng ta mới trở nên những chứng nhân anh dũng của Chúa trong xã hội ngày hôm nay, một xã hội mà đầy rẫy sự gian dối, đầy rẫy những bạo lực, áp bức, bất công. Xin cho mỗi người chúng ta luôn đầy tràn tình yêu của Chúa và luôn sống một cách mạnh mẽ đức tin của mình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Amen. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu cảnh đời quan phong Siêu Phi La Thô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xa, xuống gục tổ tông, ngày thứ ba đợi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời. Sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xa loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, các thánh tự đạo Việt Nam cũng là những người phàm như chúng ta, nhưng các ngài đã kính mến Chúa trên hết mọi sự, đồng thời các ngài cũng tận trung với Tổ quốc và giáo hội, tận nghĩa với đồng bào. Chúng ta cảm phục các ngài và
hãy cùng nhau hiệp dâng lời cầu nguyện. Chúa phán: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong hội thánh biết từ bỏ ý riêng của mình mà theo thánh ý Chúa, dám chịu khó hy sinh vì đạo Chúa, dám làm chứng cho tình yêu Chúa giữa mọi người. Chúng con nguyện xin Cha. Xin Cha nhận lời chúng con. Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh đức tin cho các Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đang chịu thử thách vì đức tin. Xin cho họ biết theo gương các thánh tử đạo Việt Nam, vững tin vào Chúa, luôn luôn trung thành sống đạo Chúa. Chúng con nguyện xin Cha. Xin Cha nhận lời chúng con. Chúa phán: Ai muốn theo ta, phải vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chúng ta cùng cầu nguyện cho người Công giáo Việt Nam biết diễn ra trong lòng tin, lòng mến của Chúa bằng các việc đạo đức, các việc làm bác ái từ thiện và các việc làm khó nhọc trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con nguyện xin Cha. Xin Cha nhận lời chúng con. Chúa phán: Ai liều mất mạng sống vì ta thì sẽ được cứu rỗi mạng sống ấy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo, cách riêng các anh chị em ca đoàn luôn trông cậy vững vàng vào lời Chúa và can đảm sống đạo và làm chứng cho sự sống đời sau. Chúng con nguyện xin Cha. Xin Cha nhận lời chúng con. Lạy Chúa, các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng tuyên xưng đức tin và diễn tả lòng mến Chúa, nêu gương cho chúng ta một đời sống đạo hôm nay. Xin giúp chúng con nhiệt tâm tin cậy mến Chúa, hầu ngày sau cùng được với các thánh được hưởng phúc thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hân hoan người cùng ta. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mỗi anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con. Xin cũng thương chấp nhận của lễ chúng con tiến dâng đây và làm cho chúng con được trở lên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con.
Cha kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp những người con vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha đã biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình yêu. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Ngài để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phaolô và Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Thomas, Madalena, Phêrô, Phaolô, Teresa, Marta, Monica, Maria, Joan, Đam Minh, Anton, Francisco, Xavier, Anna, Giuse, Marco và các linh hồn, các thai nhi mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa Giêsu cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sao, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, lạy đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa và nghe nói, nhưng xin Chúa ban một lời, vì đến một nó sẽ lành mạnh. Chúa Giêsu Kitô, dân sự chúng con.
Trong nước mắt và người
Xin kính mời cộng đoàn đứng lên hát chung bài ca tạ ơn. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Kitô, con một Chúa, để mừng các thánh tử đạo Việt Nam của chúng con. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta ngồi nghe thông báo. Văn phòng giáo xứ trân trọng thông báo. Một, Chủ nhật hôm nay lễ trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng ca đoàn giáo xứ. 2. Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016, lúc 18 giờ, không có 30 phút học hỏi về lòng Chúa thương xót. 3. Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2016, lễ Tu Kitô Vua Vũ Trụ, lễ trọng. Hôm nay cũng là bổn mạng của sứ đoàn Kitô Vua, thánh lễ mừng bổn mạng lúc 15:30. Đồng thời sau thánh lễ thiếu nhi sẽ có cuộc kiệu rước Đức Giêsu Kitô Vua chung quanh nhà thờ và tu viện. 4. Giáo xứ sẽ tổ chức A. Thánh lễ mừng hôn phối cho các đôi vợ chồng trong giáo xứ đã kết hôn được 25 năm, 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm và 50 năm trở lên. Thánh lễ đồng tế trọng thể cử hành lúc 18 giờ thứ sáu lễ thánh gia ngày 30 tháng 12 năm 2016. B. Thánh lễ mừng thọ cho quý cụ trong giáo xứ độ tuổi từ 70 trở lên lúc 17 giờ Chủ nhật lễ thánh Maria Mẹ Thiên Chúa 1 tháng 1 năm 2017. Xin lưu ý thời gian và nơi đăng ký từ ngày ra thông báo này đến hết Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016 tại Ban Điều hành các xóm giáo. Xin quý cộng đoàn tham dự. Xin cảm ơn cộng đoàn. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội để kết thúc năm thánh lòng thương xót. Chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta ròng rã một năm đầy ân sủng trong Chúa Kitô. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta bao ơn phúc bởi trời. Ngài đã ban cho chúng ta một thời gian quý báu của lòng thương xót và ơn thống hối. Chúng ta hãy bày tỏ tình tạ ơn
và niềm hân hoan qua lời ca của Đức Maria, mẹ chúng ta. Khi ngợi khen lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia, chúng ta hãy nài xin Chúa không ngừng tuôn đổ lòng thương xót như nay trên toàn thế giới. Giờ đây, cộng đoàn cùng với ca đoàn chúng ta hát lên bài Magnificat. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ ái và đến trợ giúp đoàn dân Chúa đang kêu cầu Chúa là mục tử và là thủ lãnh của họ. Xin canh tân công trình Chúa đã tạo dựng và bảo toàn những gì Chúa đã canh tân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Mình chứng cho đức tin.